Ok, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt này cái keyboard cho Xperia XZ2. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lên máy tính cho mình như này. Các bạn tải cho mình cái bản do phù hợp với máy của bạn trong mô tả máy. Mình sẽ để các dòng máy dưới mô tả. Đây, ví dụ ở đây mình XZ2 thay sim mình là HT266. Còn là một sim bạn ấy tải là HT266 nha, HT216 nha. Ở đây mình có là hai sim, mình sẽ tải HT266. Ok. Bây giờ đầu tiên thì các bạn phải cài driver. File driver mình sẽ hai file này mình sẽ để mô tả. Qua bên Win các bạn là 32 bit, các bạn sẽ mở file này lên. Win số 4 bit các bạn sẽ mở này lên. Ok. Và cách cài đặt như thế nào thì mình cũng không phải nói nhiều đâu, các bạn chỉ mở lên. Connect. Các bạn đợi một chút nào để mình remove đã. Ok, thì mọi khi thì đây các bạn lại Win X64 hay X86 bạn sẽ cài cho đúng cái file nha. Đây Win 64 bit hay Win 32 bit các bạn sẽ cài cho đúng này. Ở đây mình là Win 64 bit, mình sẽ mở file X64. Mình sẽ bấm vào Accept và Install. Ok, ở đây các bạn install và chờ rồi. Thì đôi khi nó sẽ lâu hơn một chút nhưng mà nói chung thường nó sẽ nhanh. Buộc phải có máy tính nha. Và đây là áp dụng cho các dòng EZ2 quốc tế, SoftBank, AU, Docomo sẽ có một cách làm khác riêng biệt khác nhau. Docomo nó không thể làm chung được với nhau các bạn nhé. Mình nhớ là Docomo nó cũng làm chung được với nhau. Ok, sau khi cài xong chúng ta sẽ vào cái thư mục Temp Root, do Temp Root. Cái do mình sẽ để dưới mô tả nhé. Ok, bây giờ bạn sẽ kéo xong bạn mở File New Flasher. Ok, bây giờ bạn sẽ tắt nguồn điện thoại. Tắt nguồn điện thoại của bạn nhé. Bạn sẽ tắt nguồn, ở đây mình bị mất máy quay các bạn nhé. Máy quay mình mất 500 nghìn rồi, ok. Bây giờ bạn sẽ cắm sạc điện thoại này. Và giữ tạm giảm lượng, cũng cắm sạc. Giữ giảm lượng, cũng cắm sạc này. Giữ giảm lượng, cũng cắm sạc này. Ok, nó sẽ báo một cái đèn xanh lá cây khi các bạn cắm vào máy tính và ấn giảm lượng khi tắt máy, tắt nguồn. Và bạn sẽ chuột phải vào cái con Windows này, và ấn vào Device Manager Windows 7, bạn sẽ ấn vào cái phần CPC My Computer ở đây bạn sẽ để ý này. Nó sẽ có cái SOMC này, ok đấy, SOMC Flash Device này. Đấy. Có cái này là được nhá. Ok. Bây giờ bạn sẽ bấm chữ N này, bạn sẽ bạn quay lại bạn ấn chữ N này. Bạn ấn chữ A này. Bạn ấn chữ N nhé. Đấy. A xong Enter rồi. Đấy. A xong Enter rồi. N xếp xong Enter. Ở đây mình sẽ, các bạn không làm theo bước này nhé. Bước này các bạn đừng có làm. Ok. Các bạn sẽ bấm vào Y này. Đấy, còn ít phần trăm pin nó sẽ báo như thế. Ok, bạn sẽ chạy, đợi nó chạy nhé. Thời gian chạy nó lâu hay không do máy tính của bạn và do điện thoại và do dây sạc. Do máy tính của bạn, ổ cứng nó yếu thì nó sẽ cài vào lâu, nó sẽ úp, sẽ chạy vào lâu. Cái ROM mà không yêu cầu chúng ta unlock loader chúng ta có thể úp bình thường, nhưng cái máy mà không cho unlock loader. Nhưng mà một cái máy Docomo sử dụng cái signal khác nhau, các bạn phải cần ROM riêng và file Temp Root riêng. Mình sẽ làm các video về Temp Docomo sau. Docomo khá là khó đấy. Khá là khoai đấy, khá là khoai, không có không bình thường đâu các bạn nhé. Khó, nói chung là Docomo nó khó. Ok, các bạn lấy cho mình test mic nhá. Ok, Docomo thì công nhận nó khó thật. Docomo nó khó, nó không đơn giản như là các dòng máy khác. Docomo mình có chạy qua cho khách rồi chứ không phải là cho khách hàng rồi, à, cho nói chung cho mấy bạn trên YouTube chứ không phải khách nhà. Mình nhầm các bạn ạ. Ở đây mình bị mất máy quay nên mình không quay thực tế được các bạn nhé. Máy quay mình mất 500 nghìn vào Thanh Hóa rồi. Thôi nói chung kệ đi các bạn. Cái bạn sẽ tải như thế. Bạn sẽ có một cái tải một cái file này này, OMXZ2. Bạn dùng X2 Premium inbox cho mình nhá. Mình sẽ tạo một cái file đấy, sau sau khi mình làm xong rồi mình sẽ viết để mô tả, bạn chỉ việc bạn lấy ra bạn cài thôi. Bạn lấy ra bạn cài cũng như này này. Đấy. Ok. Ôi giời, mình mất máy quay rồi các bạn nhá. Máy quay mình mất 500 nghìn mà có gì đâu. Không có máy quay nữa nên bây giờ mình chỉ quay màn hình được rồi. Trong lúc đang quay mình sẽ tua đến khi nào mình nó chạy xong này mình sẽ lại tiếp tục nhé.
Ok, sau khi nó chạy xong nó sẽ báo như này. Nó sẽ báo đến cái mức này. Quyết tính sinh lúc này, các bạn sẽ rút sạc vào đến đoạn này, closing device này, này, ok. Thì bạn sẽ rút sạc ra và bật nguồn lên nhá. Rút sạc ra và bật nguồn lên. Rút sạc ra bật nguồn lên nhá, ok. Bạn sẽ rút sạc ra và bật nguồn lên. Ở đây mình không có máy quay các bạn ạ. Và bạn sẽ chờ nó lên thôi. Ok, mình sẽ dừng video nhá. Khoan đợi mình chút. Ok, các bạn sẽ chờ nó lên thôi. Bây giờ mình sẽ ngồi đây mình chờ các bạn nhá. Mình mất máy quay rồi, mình không quay thực tế được. Không có máy quay các bạn ạ. Mất máy quay rồi, không còn máy quay nữa. Còn cái lịp. Ngoài kia hơi ồn, các bạn thông cảm. Nhà mình nhiều chỗ gần nhà mình nhiều chó nên ra nó như thế. Ồn lắm. Người đang bút này, các bạn đợi nha. Ở đây mình không có máy, à mình không có máy quay nữa, mất máy quay rồi. Ok, mình sẽ dừng video cho đến khi nào máy lên nguồn. Ok, đây mình sẽ thử lại ban đầu nhé, máy đã lên nguồn rồi. Và thiết lập như ban đầu như bình thường thôi. Chọn ngôn ngữ thiết lập thôi, chả có gì cả. Ở đây mình đang mặt phản chiếu màn hình điện thoại máy tính. Nó sẽ bảo nó kết nối wifi, nó kết nối rồi, không có gì cả. Còn đằng trước mình sẽ tua qua đoạn này nhé. Ok, đang thiết lập rồi. Bạn vẫn cần phải qua máy tính nhé. Bạn chờ thiết lập rồi. Mình sẽ thiết lập nhé, bạn đợi một chút cho thiết lập ạ. Cái này bệnh giới hạn kết nối giới hạn này thì các bạn sẽ có một các cách để bỏ qua nó là chúng ta bấm vào quay lại là thấy là xong để nó lấy ra ngày giờ đó các bạn, chả có gì cả bình thường mà. Bạn đợi nó cài đặt bản cập nhật này. Bạn chờ đợi nó cài nhé. Khá là lâu đấy. Cái bản cập nhật này của Google khá là lâu. Ok, chúng ta sẽ chọn là không sao chép hoặc là sao chép tùy các bạn, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng không dùng cái do máy nữa. Chúng ta chỉ vào để chúng ta lấy nền để chúng ta cài thôi. Ok, các bạn đợi mình chút để mình đăng nhập tài khoản Google nhé. Tài khoản Google của mình ấy. Các bạn đợi chút. Ok, mình đã đăng nhập tài khoản rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục rồi. Khoan đợi chút nha, mình sẽ thiết lập ban đầu. Xong thiết lập xong đầu tiên chúng ta sẽ vào cài đặt này. Bạn sẽ kéo xuống bạn vào giới thiệu về điện thoại. Bạn sẽ kéo xuống nữa, bạn ấn vào đây. Cho bạn dựng này, bạn bấm vào 7 lần cho mình nhé. Để đặt ra phát triển này, bạn ấn quay lại. Bạn vào hệ thống, bạn vào nâng cao. Bạn ấn tùy chuẩn cho nó phát triển. Bạn sẽ bật cái này, bạn kéo xuống nữa, bạn bật cái Glow USB lên. Ở đây mình bật rồi. Đấy, nó bật sẵn này. Ok. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đóng tất cả như này. Tắt wifi. Và quay lại các bạn sẽ quay lại cái thư mục là temp root của Zoom. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái thư mục temp root này. Họ sẽ mở lên. Các bạn sẽ bấm vào cái tab temp root, hoặc nếu bạn không nếu bạn bị virus, các bạn sẽ giải nén lại và bạn sẽ tắt các phần mềm diệt virus.
nó sẽ quét, nó sẽ xóa một cái file này đi, và cái file chỉ là một file bát thôi. Nó sẽ mở đây này, nếu bạn lần đầu mà bạn phải vào cái file driver ADB và ấn install, đợi khoảng 1 phút rưỡi rồi thoát ra. Ok, tôi sẽ mở cái file tiếng Anh hoặc tiếng Việt, nói chung như nào cũng được. Bây giờ ở trên điện thoại nó sẽ khả năng nó sẽ hỏi một cái câu hỏi ở đây là các bạn có cho phép cái lỗ USB hay không, thì bạn sẽ bấm cho phép. Ok, nó sẽ hỏi các bạn có cho phép USB hay không, bạn ấn cho phép nha, các bạn sẽ enter này. Ok, thì ở đây nó sẽ lần đầu, nói chung chúng ta sẽ tắt, bây giờ hiện tại bạn sẽ tắt tất cả những dụng đang chạy đây để như này này. Ok, bạn sẽ copy cái dòng lệnh như này đấy, có ấn chuột phải à, ấn chuột trái này, bạn giữ và kéo vào như này đấy, bạn bấm vào chuột phải 2 lần. Đối với Windows 7 bạn sẽ phải ấn paste, ok, ấn chuột phải ấn mark xong rồi mới kéo này ra, xong rồi mới chuột mới làm như này được các bạn nhá. Windows 7 ấy, bạn đợi chút, bạn đợi chút nhá. Ok, chúng ta sẽ copy cái này và ấn này, chuột phải này, 1, 2. Nếu cho nó bị như này, nếu nó bị kẹt ở cái chỗ mà bị kẹt nó không chạy đến cái đoạn này này, thì các bạn sẽ phải xóa này em. Thì ở cái đoạn lệnh đầu này này, thì các bạn sẽ copy như này. Đấy, vẫn copy như này này, đấy, vẫn copy như này. Xong rồi bạn sẽ mở Notepad lên, bạn sẽ bấm dán lệnh này này, đấy. Máy mình nó bị đấy. Thì ở đây chúng ta có cái file, có cái dòng unzip này này đấy, thì các bạn sẽ xóa đi. Xong các bạn dán cái lệnh này, dán cái lệnh này quay trở lại vào đây đấy là được. Các bạn ấn exit 2 này đấy, thì đến nước này các bạn sẽ xóa cái dòng exit 2 này đi. À, các bạn cứ exit đi, enter đấy. Ok, nó sẽ tự động bật wifi và tắt ADB. Và đợi một chút để mình sẽ mở lại cái màn hình, chia sẻ màn hình đã. Ok, mình đã mở lại công cụ chia sẻ màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái ứng dụng là Magic Manager ở đây như này. Và để cài đặt cử chỉ vuốt, đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái file trong cái thư mục ZOM, thư mục Tamroot đây, OEM XZ2P XZ3 inbox cho mình làm file xong thì inbox lại. Ok, mình sẽ vứt trong một, nó sẽ để trong mô tả, bạn lấy bạn cài thôi. Đây bạn có cái file OEM XZ2 này, bạn ấn chuột phải vào ấn copy. À không, bây giờ bạn sẽ vào ấn copy, bạn sẽ vào GPC hoặc là bạn lên điện thoại bạn tải về cũng được. Ok, bây giờ bạn sẽ vào đây, bạn kéo xuống đây này, đấy, kéo có cái đang sạc thiết bị cài qua USB này, đấy, bạn kéo xuống thông báo nó sẽ có cái này, bạn sẽ bấm vào đây. Đấy, nó có cái này, bạn sẽ bấm vào đây và bấm vào chuyển tiền này, đấy. Thì nó lại đóng cái console của mình đi nữa, thì các bạn đợi một chút để mình mở lại cái console đã. Ok, giờ đang có cái Xperia XZ2 này, đấy, chúng ta sẽ vào đây, vào bộ nhớ trong chung này, đấy. Các bạn sẽ copy vào cái thư mục root này nhé, đấy, thư mục bộ nhớ trong chung này này. Bạn cần chuẩn bị, bạn cắt chuột V hoặc là chuột phải chuột paste, xong các bạn chờ nó copy vào nhá. Đấy, như này này. Đây, nó sẽ ra một cái file âm này, khoảng dung lượng khoảng 400MB. Bây giờ bạn sẽ tìm lại về cái thư mục Tamroot này. Đấy, và bạn vào Tamroot này, bạn mở file Tamroot lên, các bạn sẽ bấm vào enter. Bây giờ bạn sẽ không copy cái dòng lệnh ở trên này nữa mà chúng ta sẽ nhấn lệnh su luôn. Bạn đợi một chút nha, bạn sẽ mở ở đây như này, đấy, như này, mình sẽ để ở đây, bạn ấn lệnh su. Ok, xong nó sẽ hỏi cái cầu yêu cầu super user như này, các bạn sẽ ấn cấp phép này, đấy, ấn cấp phép này, các bạn ấn từ chối, nếu các bạn ấn từ chối nha, các bạn ấn cấp phép này, đấy, ok. Còn nếu bạn ấn từ chối vào đây, nếu bạn ấn từ chối thì bạn sẽ vào đây, bạn ấn vào ba gạch này, bạn chọn super user và bật cái này lên đấy. Bây giờ bạn sẽ bấm lệnh như hình nha, bạn đợi một chút để mình cho to cái chữ ra đã, video này sẽ khá là dài. ZOM 52.1.A.5 52.1.A.0.618 này thì có thể sẽ sử dụng không ổn định, thì vì vậy các bạn có thể đổi ZOM sang ZOM khác cũng được, mình sẽ hướng dẫn trong một video khác.
Ok, các bạn sẽ bấm lệnh này như hình này. DD. Đấy các bạn lệnh DD này. Yep. Đấy. Yep này, đấy. Các bạn ấn dấu bằng này, và ấn dấu gạch. Ấn cái lệnh này sẽ để dấu mô tả, bạn chỉ copy và dán thôi. Đấy, SD các này, gạch này, đấy. OM XZ2 X1 Red Ture chấm chấm img như này. Đấy. OF bằng gạch ngang này, def block by lệnh em sẽ để dưới mô tả nhá. OM mệnh lệnh sẽ ở dưới mô tả. OMA như này, các bạn ấn enter này. Đấy, nó lệnh như này. Các bạn ấn enter. Các bạn không được rút cam nữa. Để cho nó tem, để cho cái cửa sổ Tomino nó chạy. Vậy nha các bạn, nên nhớ này, ở đây hiện tại đang chưa có một cái gì liên quan đến cử chỉ cả. Đây các bạn khi vào không thấy này, đấy, không có luôn này. Ở đây mình không, đấy chúng ta chả phải làm gì nhiều điện thoại cả, chúng ta chỉ cần nhập mấy dòng lệnh cho máy tính thôi là được rồi. Đây là launcher của Sony Xperia 1 nhé, và nó sẽ sử dụng khá là ổn định, mình đã sử dụng rất nhiều rồi. Đấy ok, nó có cái dòng này, đây các bạn sẽ copy lại cái lệnh trên này này, lệnh OMA này, đấy. Bạn dán rồi. Bạn copy, bạn vào đây, bạn dán lại vào thì nó sẽ ra OMA như này. Bạn không ấn enter nhưng bạn sẽ xóa chữ A này, đổi thành chữ B. Đây đổi thành chữ B như này, bạn enter. X2P, X3 inbox cho mình làm file xong rồi các bạn sẽ chạy được như video. Chỉ đơn giản là chúng ta sẽ đổi cái tên file này. X2P, X3 cái phần này 2 với sau cái Z này sẽ đổi thành P2P hoặc là 3. Đấy, nói chung như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có cái giao diện của Xperia 1, Sony Xperia 1. Và cử chỉ rất là ổn định, không lỗi gì luôn các bạn nhá. Bạn nên nhớ là không lỗi luôn. Ok. Đấy con này các bạn sẽ khởi động lại máy nhá. Bạn sẽ giữ nguồn và khởi động lại. Bạn sẽ khởi động lại, console sẽ đóng, các bạn đợi một chút nhá. Ok. Bạn đợi chút mình sẽ bật nguồn, bạn đợi nó lên nguồn nhé. Ở đây mình không có máy quay các bạn nhé. Bạn nên nhớ một lần nữa mình không có máy quay. Máy quay là mình ngỏm của tỏi rồi. Cái máy quay của mình nó ngỏm của tỏi rồi. Các bạn đợi chút là mình mở console để hiển thị màn hình. Máy mình nó cũng ngỏm của tỏi nên không có máy để quay các bạn ạ. Ok lên rồi, đây mình sẽ mở này, mở màn hình lên này. Ok, đây chúng ta sẽ tự động bị chuyển sang cái chế độ gì nhỉ? Là chế độ vuốt lên như cái của Android 9 này, đấy. Bây giờ bạn sẽ vào ứng dụng này, bạn kéo ra nó sẽ có cái thêm cái hai cái ứng dụng này, đấy, nó sẽ tự động có luôn. Cử chỉ và Remote Audio Visual. Thì ứng dụng cử chỉ để tác dụng nó là gì? Các bạn sẽ phải vào đây, các bạn ấn OK này, đấy. Các bạn ấn thay đổi chủ đề. Để mặc định một số máy Docomo khi người ta sử dụng người ta sẽ thay đổi chủ đề sang chủ đề custom. Nếu bạn đang sử dụng chủ đề tùy chỉnh hoặc là từ chủ đề không phải mặc định của máy thì các bạn vui lòng đặt về chủ đề mặc định của máy, hoặc là bạc, đen, hồng, xanh lục như này. Ok. Ok, sau khi đặt xong các bạn sẽ bây giờ bạn sẽ làm theo hướng dẫn trong cái ứng dụng này này. Đấy. Vào cài đặt ứng dụng thông báo, ứng dụng mặc định, ứng dụng trên màn hình chính này, chọn màn hình chính Xperia mới. Và hệ thống này di chuyển cử chỉ ok. Nó sẽ không bị lỗi như Pixel Launcher nữa. Đấy ok, chúng ta sẽ vào ứng dụng này. Nó sẽ làm theo những cái hướng dẫn mà ứng dụng đã bảo nhá. Ok, đây là ứng dụng thông báo này. Ứng dụng mặc định. Ứng dụng trên màn hình chính này. Và đây, nó sẽ có hai cái màn hình Xperia. Một cái mới này, cái xanh này, đấy, các bạn sẽ chọn cái dưới này. Ok. Chúng ta sẽ lướt lên. Đấy, sẽ vào cài đặt này. Các bạn kéo xuống dưới. Các bạn chọn hệ thống. Bạn cử chỉ di chuyển hệ thống này, đấy, nó sẽ để vuốt trên nút màn hình chính này, đấy. Các bạn sẽ độn hình di chuyển bằng cử chỉ. Và ở đây sẽ không hề có lỗi nha, các bạn nên nhớ là không hề có lỗi luôn. Dùng rất là mượt. Ok, không lỗi nha. Nên nhớ là không có lỗi các bạn nha. Nó không bị lỗi cử chỉ các bạn nha. Đây, mình sẽ làm các cái bước làm mà các bạn sẽ bị rất là dễ bị lỗi cử chỉ. Và nâng cao này, và đổi giao diện tối. Ok, mình đã đổi rồi đấy. Vẫn lướt đây này, đấy, chả sao cả.
Một cách nữa để làm khó nó là mình sẽ buộc dừng cái launcher. Đây là nó ứng dụng thông báo, mình sẽ buộc dừng cái launcher đấy để xem nó có bị lỗi không. Đây ok. Đây ấn buộc dừng này. Đấy vẫn kéo lên được nhá, không hề bị lỗi luôn các bạn nhá. Đấy. Ổn chưa? Cứ chỉ dùng ổn định nhá các bạn nhá. Em sẽ xoay ngang màn hình ra thử này. Còn đợi chút để mình bật xoay màn hình ấy. Đấy ok. Đấy, mình sẽ xoay thử này. Đấy. Mình sẽ thử vào chôm. Đấy nó cũng xoay màn hình nốt. Đấy, kéo lên. Đấy chả sao cả. Nói chung cái cử chỉ này không hề bị lỗi nha. Và một số bạn sẽ có thể bị gặp cái thông báo cập nhật phần mềm ở trên thanh thông báo này. Và để làm sao để tắt nó, thông báo cập nhật phần mềm ấy, thì và để làm sao để tắt nó thì các bạn sẽ quay trở lại cái Taproot đây. Đấy, chúng ta sẽ mẹ mở lên này. Và đánh Enter. Hồi đấy mình bị bùa các bạn nhé. Hồi đấy mấy cái kiểu mình kiểu làm hồng hồng ấy, bởi vì lúc đấy mình bị bùa các bạn nhé. Lúc đấy mình kiểu mình bị bùa rồi. Bùa cái gì nhỉ? Lúc đấy kiểu mình bị bùa màu hồng ấy. Đấy ok, màu hồng một tím ấy. Bây giờ mình còn cái nịt nha. Ok, bây giờ bạn sẽ bấm, không cần bấm su đâu, bạn bấm vào PM này. Bạn đánh Enter, bạn bấm PM này, bạn ấn như lệnh nhá. Lệnh em sẽ để dưới mô tả hết, các bạn chỉ vào bạn copy dán rồi, copy paste rồi. Uninstall, đây mình nhập ở đây. Còn các bạn vào mô tả, bạn lấy lệnh và bạn dán rồi. Com chấm này, Sony Ericsson này, chấm này, Update Center. Đấy, như này là nó sẽ không bao giờ có thông báo cập nhật phần mềm nữa. Thế nhưng mà chúng ta vẫn không nên dùng cái ROM này. Đâu rồi, bạn đấm chốt, bạn không nên dùng cái ROM mà. Do dù thế nào nữa thì các bạn vẫn không nên sử dụng cái ROM này các bạn nhé. Cho dù thế nào đi chẳng nữa, các bạn vẫn không nên sử dụng cái ROM 52 này. Và chúng ta nên sử dụng cái ROM 52.1.A.3.49. Thì cái ROM này mình sẽ làm trong các video sau. ROM này thì để phục vụ cho chúng ta tem root và chơi game. Cho các máy không unlock bootloader được. Còn máy mình unlock bootloader rồi thì đương nhiên là mình sẽ không bao giờ mở cái ROM này, bởi vì cái ROM rất là phế. Chúng ta chỉ có thể sử dụng cái giải pháp vị cứu tinh cho các thiết bị Temperoot các bạn nha. Đây là vị cứu tinh cho các thiết bị Temperoot. Bởi vì điện thoại Temperoot nó nhà mạng không cho unlock bootloader. Ở đây máy mình unlock rồi đây. Đấy, unlock rồi, mình chỉ làm cho vui thôi. Đấy. Chứ chẳng có tội gì chúng ta unlock bootloader rồi mà chúng ta lại phải Temperoot cả. Ok. Đấy, chúng ta đã có cử chỉ vuốt từ launcher của Xperia 1 thành công. Chúng ta ok. Nếu bạn thấy video thì hữu ích thì để quên cho mình một cái like. Còn nếu bạn muốn thì bạn có thể sub kênh luôn, nhưng mà kênh mình thật sự mình cũng chỉ làm cho vui thôi chứ không có cái gì thật sự là bổ ích cả các bạn nhé. Ok. Mình sẽ chụp một cái thumbnail để làm thumbnail của video vào cuối video này. Đấy, ok. Mình sẽ làm cái thumbnail là mình sẽ dừng video. Đấy, mình sẽ vào đây. Đấy, cái là cái thumbnail này. Đấy. Tác dụng của nó là thumbnail. Ok chưa? Ổn định không lỗi nha các bạn nha. Ổn định, lưu ý là ổn định không lỗi. Không lỗi như Pixel Launcher. Dùng thoải mái. Ok, mình sẽ ấn Ctrl Shift S và chụp một bức hình này. Ok. Ok, cảm ơn đã xem video. Mình đã cài đặt thành công cử chỉ vuốt, và các video sau mình sẽ hướng dẫn cách cài ROM 52 để cho ổn định nhất các bạn nha. Mặc dù mà mình unlock bootloader rồi, mình vẫn làm các mấy cái video này. Nói chung là thế bổ ích thì mình làm thôi, không có gì cả. Ok, cảm ơn đã xem video. Video rất là dài rồi, tới 24 phút rồi.